Năm 1963, nhà sinh học người Đức, giáo sư tiến sĩ Wolfgang Pucker, trường đại học tổng hợp Greifswald, đến Việt Nam để tìm nguồn nguyên liệu địa phương để sản xuất agar. Ông đã nhận ra rằng dải ven biển Việt Nam là nơi có nguồn tài nguyên tự nhiên quý này, đó là rong câu chỉ vàng Clasia largia. Agar là chất độn rất cần thiết cho công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ phim ảnh, công nghệ dược và y học. Agar còn được dùng để sản xuất nuôi trồng, môi trường, nuôi cấy mô sinh học, vi khuẩn, vân vân. Ngày nay, nhu cầu về agar rất lớn, đặc biệt trong thời gian gần đây, vấn đề bệnh bò điên hay còn gọi là bệnh BSE ở châu Âu đang là một vấn đề nan giải nhất trong ngành sản xuất nông nghiệp và thực phẩm. Vì vậy, việc dùng agar để thay thế chất độn gelatin là chất được chiết xuất từ xương động vật sẽ là một giải pháp hữu hiệu nhất. Giáo sư Pucker đã nhận thấy rằng rong câu chỉ vàng mọc tự nhiên có Việt Nam không đủ cho sản xuất agar công nghiệp. Vì vậy, ông đã cùng với đồng nghiệp Việt Nam nghiên cứu nuôi trồng agar nước lợ ở gần Hải Phòng. Năm 1971, chương trình hợp tác Việt-Đức về nuôi trồng agar được bắt đầu. Đó là chương trình hợp tác của Trường Đại học Tổng hợp Greifswald và Trường Đại học Tổng hợp Rostov với các nhà sinh học Việt Nam. Năm 1972, nhiều hồ nước lợ ven biển Hải Phòng đã được khoanh vùng. Thời đó, công việc nặng nhọc này chủ yếu do phụ nữ đảm nhận vì phần lớn nam giới phải ra chiến trường. Ở Quỳ Kim, Hải Phòng đã hình thành những đầm nước lợ để nuôi trồng rong câu chỉ vàng. Vấn đề là làm thế nào để nhân nhanh giống rong câu này? Có hai phương pháp để nhân nhanh, đó là phương pháp nhân nhanh vô tính, dùng nhánh rong câu đã cắt ngắn rải ra mặt đầm và chăm bón cho đến lúc được thu hoạch. Phương pháp thứ hai là nhân nhanh bằng bào tử, thu gom bào tử, rải bào tử trên mặt lưới, kiểm tra sự sinh trưởng dưới kính hiển vi. Khi bào tử nở và phát triển thành rong câu thì đem rải ra mặt đầm, chăm bón và thu hoạch. Song phương pháp nhân vô tính đã tỏ ra thích hợp ở điều kiện Việt Nam hơn. Tại cơ sở nuôi trồng rong câu Quỳ Kim, các nhà khoa học Việt Nam mà đứng đầu là tiến sĩ Dinh đã hợp tác với các nhà sinh học Đức của hai trường đại học tổng hợp Greifswald và Rostock, lần đầu tiên đã nuôi trồng được giống agar Fitain là giống có năng suất agar cao nhất. Cũng vào thời gian đó, nhiều sinh viên Việt Nam đã được đào tạo về sinh học biển tại trường đại học tổng hợp Greifswald. Về sau này, những sinh viên đó đã đóng góp một phần không nhỏ vào chương trình hợp tác này. Mùa thu năm 2000, chúng tôi lại có dịp được trở lại Việt Nam và vui mừng nhận thấy rằng chương trình hợp tác Việt-Đức mà chúng tôi đã đặt nền móng từ năm 1971 đến năm 1977 đã được các nhà khoa học Việt Nam tiếp tục phát triển và ngày nay Viện Nghiên cứu Sinh học Biển Hải Phòng đã lớn mạnh không ngừng. Trong đó có chương trình nuôi trồng rong câu chỉ đỏ mà Viện trưởng là cựu sinh viên trường đại học tổng hợp Greifswald, giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Khương. Tôi đã được học ở trường đại học tổng hợp Greifswald từ năm 1967 đến năm 1973 về sinh học biển. Sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi về làm việc với lại chuyên gia Đức tại Việt Nam và ở Viện Nghiên cứu Hải sản Hải Phòng. Thế và chúng tôi làm việc, chúng tôi cùng nghiên cứu về nuôi trồng rong biển và chế biến rong câu. Thế và sau một thời gian 5 năm thì chúng tôi đã đạt được một số thành tựu là chúng tôi đã phát triển được cái công nghệ trồng rong câu chỉ vàng ở đầm nước lợ, đồng thời là đưa ra cái công nghệ chế biến agar tại Việt Nam. Thế sau khi mà chuyên gia Đức về nước năm 1978 thì chúng tôi tiếp tục phát triển cái công nghệ này. Thế và hiện nay là cái công nghệ trồng rong câu của Việt Nam đã đạt tới sản lượng là với cái năng suất là 4 tấn một hecta một năm, 4 tấn khô đó. Thế và
cái dòng nguyên liệu này sẽ được phơi khô đưa vào nhà máy để chế biến agar. Agar hiện nay thì được dùng trong rất là nhiều cái ngành công nghiệp của Việt Nam và đồng thời một phần có thể là xuất khẩu ra nước ngoài. Als wir 1977 hier wegfuhren in Coquim, hatten wir ein Projekt und dieses Projekt. Năm 1977, chúng tôi trở về Đức và công việc nuôi trồng rau không chỉ vàng vẫn được các bạn Việt Nam tiếp tục tiến hành và ngày nay các bạn đã đạt được đến một năng suất đáng kinh ngạc, 4 tấn khô trên 1 hecta. Hồi đó, vấn đề phân bón là một vấn đề chúng tôi quan tâm nhất. Nhưng hiện nay đã được các bạn Việt Nam giải quyết bằng phương pháp thủy sinh một cách dễ dàng. Đây là rong câu chỉ vàng, nguyên liệu để sản xuất agar. Các bạn thấy đấy, rong câu ở đây rất sạch. Làm thế nào để có được rong câu sạch, không bị lẫn bởi những loại rong câu khác là một vấn đề nan giải thời bấy giờ cũng đã được các bạn Việt Nam giải quyết. Vấn đề nuôi trồng rong câu chỉ vàng nước lợ ở Hải Phòng không những giúp Việt Nam phát triển ngành sản xuất agar mà còn có ý nghĩa xã hội lớn là tạo công ăn việc làm cho người dân ở đây. Chúng tôi rất sung sướng là đã tạo được bước đi ban đầu cho ngành nuôi trồng rong câu chỉ vàng và chế biến agar cho các bạn. Trong hai năm 1974-1975, xí nghiệp sản xuất agar đã được các chuyên gia Đức từ Cota xây dựng ở Hải Phòng. Công nghệ sản xuất tiên tiến cũng được nhà khoa học người Đức tiến sĩ Erdmann áp dụng ở đây. Ngày nay, giám đốc của xí nghiệp này là cựu sinh viên Đại học Tổng hợp Greifswald Nguyễn Huy Tiện. Hiện nay các anh đang ở công ty Đồ Hộp Hạ Long. Đây là một công ty thực phẩm rất lớn của Việt Nam. Trong công ty Đồ Hộp Hạ Long này có một xưởng sản xuất agar của Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây giúp đỡ xây dựng, từ nghiên cứu đến xây dựng. Sau khi hai bên không còn quan hệ hợp tác, phía Việt Nam chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển cái xưởng này và hiện nay vẫn đạt được cái mức sản xuất khoảng 50 tấn năm như thiết kế ban đầu, mặc dù là nó không được hoàn chỉnh. Ngoài ra đây là một nhà máy thực phẩm cho nên chúng tôi sản xuất rất nhiều loại thực phẩm khác. Trong đó có những loại thực phẩm đã từng xuất sang Đức như là đồ hộp cá ngừ, một số sản phẩm đông lạnh chúng tôi đã xuất sang Đức. Ngoài ra thì hiện nay chúng tôi phát triển rất nhiều mặt hàng và công ty chúng tôi đã chuyển từ công ty nhà nước thành một công ty cổ phần, trong đó có cổ phần của một số công ty của Anh Quốc rồi của các cá nhân đóng góp vào công ty. Trong đó cổ phần của nhà nước còn 40% và công ty chúng tôi đang muốn tiếp tục đầu tư và phát triển, trong đó có xưởng agar phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Hiện nay có khoảng 18.000 công nhân tham gia nuôi trồng và sản xuất agar ở Hải Phòng. Trong tương lai con số này sẽ là 80.000, dự tính đến năm 2010. Sản lượng agar năm 1963 ước tính là 50 tấn, hiện nay riêng ở Hải Phòng là 200 tấn. 2/3 nhu cầu trong 2/3 lượng rong câu còn dư thừa sẽ được xuất sang Trung Quốc. Dự tính sản lượng agar ở phòng có thể đạt đến 600 tấn trong tương lai. Ngay từ bây giờ, Việt Nam đã được coi là một trong những nước sản xuất agar nhiều nhất thế giới. Để đứng vững trên vị trí này, nhiều chương trình nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao sản lượng rong câu và chất lượng agar được tiến hành ở Viện Công nghệ Sinh học, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Đó là những chương trình nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng agar cũng như nghiên cứu điều kiện sinh trưởng của rong câu ở nhiều môi trường sinh thái khác nhau. Ngày nay, những cựu sinh viên Việt Nam ở trường Đại học Tổng hợp Greifswald đã trở thành những đồng nghiệp của chúng tôi.